Bữa ngày hôm nay thầy giáo sẽ giới thiệu với các con một đề ôn giữa kỳ chất hơn nước cất, với nội dung có cả trắc nghiệm và tự luận, với những cái bài tập rất là hay, đặc biệt là những cái bài có độ khó cao ở phần phía cuối, trình hay còn ở phía sau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài số 1. Với cái bài số 1 thì các con nhận thấy rằng là người ta hỏi là gì ạ? Kết quả của cái phép tính 2 mũ 2 tất cả mũ 3 nên là lũy thừa của lũy thừa thì bằng 2 mũ mấy các con nhỉ? Các con bằng 2 mũ mấy ạ? Các khiêm tốn thế. 2 mũ 6. À, 2 mũ 6. Vâng, các bạn A 2 mũ 6 rồi. Tiếp theo, người ta bảo là từ cái đẳng thức là 4 x 18 bằng 9 x 8 là 72 bằng nhau. Có thể suy ra tỷ lệ thức nào sau đây? Thì thầy giáo cũng dạy các con rồi, để kiểm tra được cái tỷ lệ thức nào nó đúng hay không ấy, chúng ta sẽ kiểm tra cái đường chéo của nó. Nếu có đường chéo nó giống với tích ở trên thì được cái tỷ lệ thức là đúng. Đấy là cách chúng ta sẽ kiểm tra nhanh. 4 x 18 này giống chưa? Đúng không? Đường chéo đấy ạ, 4 x 18 đúng chưa? Cái này 4 x 8 là sai, 4 x 8 là sai, 4 x 8 là sai. Đấy, mình kiểm tra ngay. Mình có 4 x 8 nó đúng bằng cái tích trên thì đương nhiên cái còn lại là 9 x 8 rồi. Như vậy chúng ta sẽ có ngay đáp án A là đáp án đúng. Nhanh nhưng vẫn chuẩn. Các con hiểu cái cách của nó chưa ạ? Chúng ta đến với câu số 3. Kết quả của phép tính thì quá đơn giản. Âm 1 mũ 2018 là bao nhiêu nào? Là 1. 1. Đúng không con? Vâng. 1 trừ đi 2019 mũ 0 là 1 và có kết quả bằng mấy ạ? Bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án B. Thầy giáo cho các con suy nghĩ từ câu số 4 đến câu số 8. Là 4 cái này. Chúng ta sẽ đến với câu số 4. Giá trị của x trong biểu thức x mũ 3 bằng âm 27. Thì các con nhận thấy là âm 27 mình sẽ đổi thành bao nhiêu con nhỉ? Mấy mũ 3? Âm 3 mũ 3. Thì từ đó mình sẽ có được ngay kết quả là x sẽ bằng âm mấy nào? Âm 3. Đây là những ý trắc nghiệm thì nó không khó. Tiếp theo thì với câu số 5. Giá trị của biểu thức âm 5 bình phương cộng với 2018 mũ 0. Thì âm 5 bình phương thì nó có giá trị là bao nhiêu con nhỉ? Âm 25. Cộng với 2018 mũ 0 là cộng 1 thì được âm 24. Đáp án đúng sẽ là đáp án C. Tiếp theo câu 6. Từ đẳng thức này. Có âm 5 mũ 2 thì bằng 25. Con ơi, nhưng dấu âm ở bên ngoài mà. Tiếp theo từ đẳng thức là 9 x 28 bằng 63 x 4 có thể suy ra tỷ lệ thức nào, các con để ý cho thầy nha. 9 x 28 các con kiểm tra tích nhân chéo. Cái này là 9 x 4 sai. 9 x 28 cái này đúng chưa? Đấy, chúng ta nhìn cái tích ban đầu nó là 9 x 28 này. 9 x 28 này, 63 x 4 chuẩn luôn. Để cái tích nhân chéo nó đúng với đẳng thức ban đầu thì là cái tỷ lệ thức này đúng. 9 x 10 28, 9 x 10 28 và 4 x 10 63. Như vậy chúng ta có hai đáp án đúng là B và gì ạ? B và D. Câu số 7. Giá trị của biểu thức 9 mũ 2 tất cả mũ 3 đây là công thức lũy thừa của lũy thừa bằng tích 2 số mũ, đúng không ạ? Thì mình sẽ có là 9 mũ 2 x 3 là được 9 mũ mấy ạ? 9 mũ 6, không gì khó cả. Câu số 8. Nếu giá trị tuyệt đối của x bằng 7 thì giá trị của x là, nếu giá trị của tuyệt đối của x bằng 7 thì giá trị của tuyệt đối của x là, thì các con nhận thấy là có mấy giá trị của x ạ? 2 cộng trừ 7, giá trị của nó đều ra dương 7, đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta sẽ đến với câu số 9 nữa. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? Đấy, bây giờ mình sẽ điền đúng hay sai nhé. Khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai. Thứ nhất này, A nhỏ, qua điểm A nằm ngoài đường thẳng D, qua điểm A nằm ngoài đường thẳng D.
có vô số đường thẳng song song với đường thẳng D. Câu này đúng hay sai? Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có vô số đường thẳng song song với đường thẳng D. Câu này chắc chắn là một câu sai rồi đúng không? Nó chỉ có mấy đường thẳng thôi ạ. Một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho, đúng không? Ý B này, hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. À vâng ạ, ý này là ý đúng. Này là ngay bài đầu tiên chúng ta học rồi. Ý C này, đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với đoạn thẳng AB là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Ý này là ý đúng hay sai ạ? Phải đọc lại một lần nữa nha. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với đoạn thẳng AB là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Ý này đúng hay sai ạ các con? Sai, đúng. Bởi vì nó còn thiếu một ý nữa, đúng không? Là nó phải đi qua trung điểm. Nó mới vuông góc mà chưa được, đúng không? Còn phải đi qua trung điểm nữa, cho nên ý xe là ý sai. Ý cuối cùng, ý D. Thầy ơi, để cho ý em nghỉ nhà em mất điện ạ. Em không phải bật ngừ. Con ơi Minh ơi, Minh sang hàng xóm học đi. Không có mất bài, nó không ý. Cả xóm em mất điện rồi. Đến với thầy học. Thì sao xóm này không mất nhỉ? Hai yếu mới đạt đến xóm khác học và đến học nhờ. Vâng, để em xuống cái bài vậy. Còn con nghỉ thì con thiệt bài nó tiếc nha. Chúng ta sẽ đến với tiếp theo nha. Từ từ. Đây này. Sao lại thế nhỉ? Minh với Hà Anh là cùng một xóm, sao lại mỗi nhà mình mất điện thì nhà Hà Anh lại không mất điện? Được thôi, mình cũng thắc mắc. Ôi, nhà cửa mất điện rồi, đúng rồi. Tiếp nha, lên ý D ạ. Nếu đường thẳng C cắt hai đường thẳng AB, mà trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau, thì đường thẳng A song song với đường thẳng B. Câu này đúng hay sai con? Quá chuẩn luôn đúng không? Sao các con không phản hồi cho thầy? Các con cứ giơ tay làm gì? Đó đúng ạ. Bởi vì cái này chúng ta làm bài tập luyện rất nhiều rồi, đúng không? Hết thời gian là chúng ta sẽ trả lời cái câu số 10 quá đơn giản. 1 phần 2 mũ 3 nhân 1 phần 2 mũ 1 bằng 1 phần 2 mũ 4. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 11. Nếu người ta cho tỷ lệ thức này thì chúng ta kiểm tra cái đường chéo AD thôi. Ở đây là sai, AC sai, AB sai, AD đây. Thì đương nhiên là nhân với BC rồi. Ý C là ý đúng. Cái cách chúng ta kiểm tra cực nhanh luôn. Đương nhiên cái tổng là sai rồi. Câu số 12, giá trị tuyệt đối của x trừ 1 phần 2 bằng âm 2 thì x bằng bao nhiêu? Thì các con sẽ chuyển vế thôi. Con chuyển âm 1 phần 2 sang, chúng ta sẽ có cái bài toán là giá trị tuyệt đối của x bằng âm 2 cộng 1 phần 2. 2 nhân âm 2 là âm 4 cộng 1 là âm 3, được âm 3 phần 2. Giá trị tuyệt đối mà bằng âm thì điều này là vô lý rồi. Đúng không ạ? Cho nên không có đáp án nào thì chúng ta sẽ chọn đáp án khác. Bây giờ các tình yêu của thầy sẽ chuẩn bị cho phần tự luận này. Với câu số 1 có 4 ý, thầy cho các con 4 phút suy nghĩ. 4 phút suy nghĩ bắt đầu. Hết thời gian suy nghĩ, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 1. 2,5 điểm là thực hiện phép tính với 4 ý. Thì tách ra là chúng ta sẽ làm phần A để đây quá đơn giản rồi. Chúng ta sẽ chuyển luôn phép trừ về phép cộng đi. Phép trừ là cộng với số đối và 364 mẫu số chung sẽ làm bao nhiêu ạ? Mẫu số chung xác định chúng ta sẽ có là 12. Như vậy chúng ta sẽ có bằng 1/3. Trừ đi âm 5/6 thành cộng với dương 5/6 để bớt đi nhiều các dấu cho thu gọn, cộng với 3/4 và mình quy đồng. 12 chia cho 3 đúng không ạ? Thì được 4, mình quy đồng nhân là tử vong với 4 nhá. Thì được là 4 này. Cộng 12 chia cho 6 được 2, 2 nhân lên chữ là trên tử là 2 nhân 5 là 10. Cộng với 12 chia cho 4 được 3, 3 nhân 3 lên trên tử là 9. Phần 12 và chúng ta sẽ được kết quả là bằng 23/12 xong. Tương tự đối với ý B, chúng ta không có gì khó cả. Việc đầu tiên chúng ta sẽ đổi hỗn số sang phân số đi. Các con lưu ý là cái hỗn số âm là chúng ta phải che cái dấu âm đi đã nhé. Che cái dấu âm đi đã. Sau đó mình sẽ đổi là 2 x 1 là 2, cộng 1 là 3 thì được âm 3/2.
tất cả mũ 2 cộng với 1,2 bằng âm 3/2 bình phương, nên chỉ có số mũ chẵn thì ra dương, và 3/2 là 9/4, 3/2 bình phương là 9/4 cộng với 1,2. 1,2 là 12/10, và mình rút gọn chia là biểu mẫu cho 2 thì còn 6/7 ạ, 6/5. Và chúng ta sẽ có được mẫu số chung sẽ là bao nhiêu ạ? 20, đúng không ạ? Và ta thực hiện quy đồng bằng 20 chia cho 4 được 5 nhân cả tử và mẫu số này với 5 đi, là 5 x 9 là 45 này, cộng với 20 chia cho 5 được 4, 4 x 6 là 24, phần 20 và bằng 69/20, được chưa? Kết thúc quỹ A và B rồi, có ai có ý kiến hay không ạ? Không ạ. Vâng, cảm ơn con đã phản hồi. Không ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần C. Thì có phép tính trong giá trị tuyệt đối, mình cứ tính trước đi rồi mình thu gọn những phép tính đơn giản. Mũ 0 là 1 này, mình sẽ viết thẳng xuống là 2/5 này, cộng với 3/5 này, nhân với giá trị tuyệt đối của âm 5/6 là dương 5/6, trừ đi 1,75, mũ 0 là 1. Bây giờ mình thực hiện phép nhân trước, nhân chia trước cộng trừ sau thì bằng 2/5. Và các con thực hiện quá trình rút gọn cho thầy đi, số 5 với 5 rút gọn này, 3 với 6 rút gọn trừ biểu mẫu cho 3, cho này còn được 1/2, đúng không ạ? 5 với 5 rút gọn nha, đúng không? 3 với 6 rút gọn dưới còn 2 không? Như vậy chúng ta sẽ được là 1/2. Đi thi là không được gạch đâu nha. Đi thi gạch thì người ta báo là sai đấy. Và chúng ta sẽ xác định được mẫu số chung của chúng ta sẽ là bao nhiêu ạ? Mẫu số chung sẽ là 5 x 2 là 10. Và mình quy đồng thôi. 10 chia cho 5 được 2 nhưng cả biểu mẫu về 2. 2 x 2 là 4. Cộng 10 chia cho 2 thì được 5, 5 x 1 trên tử là 5. Và 1 thì nó có mẫu là 1 thôi, mình nhân cả tử và mẫu với 10 thì được 10. Phần 10. Và chúng ta sẽ thực hiện phép tính ạ, 4 cộng 9 là 5 trừ đi 10 là được -1/10. Tiếp theo đến với phần D, tương tự như vậy chúng ta sẽ nhân chia trước cộng trừ sau thôi. Mình nhân đi, mình rút gọn luôn cho thầy ở cái phần D đi. 3 và 8 không rút gọn được, 5 và 4 không rút gọn được thì mình lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu đi. 3 x 5 là 15, 4 x 8 là 32, mình có 15/32. Cộng với 3/4. Chia cho này. Đây là 2, 2/3 không? 3 x 2 là 6 cộng với 2 là 8, chia cho 8/3 là nhân nghịch đảo là nhân với 3/8, đúng không? Bằng 15/32. Chỗ này chúng ta lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu thì 3 x 3 là 9 cộng phần 4 x 8 là 32. 9/32, và kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ được là 15 cộng với 9 là được 20 mấy ạ? 24/32, mình rút gọn đi. Chia cả tử mẫu cho 8 nhỉ? Thì còn là 3/ ạ? 3/4. Đây là đáp án cuối cùng của chúng ta. Kết thúc câu số 1 với 4 ý, thầy trò mình đã hoàn thành xong. Chúng ta sẽ đến với câu số 2 là 2 điểm. Với ý này có câu 2 có 4 ý, thầy giáo cũng cho các con 4 phút để chuẩn bị. 4 phút bắt đầu. Thế thời gian suy nghĩ, chúng ta sẽ đến với lời giải của câu số 2. Tìm x biết âm 5/9 cộng với x bằng 4/9. Thì rất đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp chuyển vế là chúng ta sẽ làm được ngay.
Và nguyên tắc của chuyển vế, chúng ta cứ nhớ cho từ đấy, thầy từ cái câu là chuyển vế thì đổi dấu. Như vậy chúng ta sẽ suy ra x sẽ bằng 4/9 cộng với 5/9 thì quá đơn giản rồi. Hai phân số cùng mẫu, chúng ta sẽ lấy tử cộng tử, đúng không? 4 cộng 5 là 9/9 và bằng 1. Mình kết luận vậy x bằng 1. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần B cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ có là 3/4 cộng 1/4 nhân x bằng -5/6. Thì chúng ta cứ chuyển vào số 3/4 này đi để mình thu gọn đã. Thì chúng ta sẽ được kết quả phía dưới là 1/4 x sẽ bằng -5/6. Dương 3/4 chuyển vế là -3/4 và chúng ta thực hiện quy đồng, chúng ta tính thu gọn các tính này đã. Nhá. Đấy. Thì chúng ta sẽ có là 1/4 x bằng 4 và 6 mẫu số chung là 12. 12 chia cho 6 được 2 nhưng cả tử mẫu về 2 là -10/12. Cộng 12 chia cho 4 được 3 nhưng cả tử mẫu về 3 là -9/12. Mình thu gọn luôn phép tính này cho thầy đi. -10/12 cộng -9/12 là được -19/12. Xong. Tiếp này. 1/4 nhân x bằng -19/12 thì x là thừa số chưa biết đúng không? Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích là -19/12 chia cho thừa số đã biết. Phép chia là nhân gì ạ? Nghịch đảo bằng -19/12 nhân với 4/1. Thì các con nhận thấy là chúng ta sẽ rút gọn số 4 và 12 đi. Chia tử mẫu cho 4 đi, chia tử còn 1, dưới mẫu còn 3. Và chúng ta sẽ được kết quả là bằng -19/3. Và mình kết luận vậy x bằng -19/3. Thầy đã vừa chữa cho các con phần A và B thì có ai có ý kiến gì cần hỏi không? Ba mươi giây nữa thầy nào sẽ chuyển sang ICD. Các con cố gắng đẩy tốc độ cho thầy nhanh hơn thêm một chút nữa để chúng ta đến những ý chắc hơn. Dễ phải làm thật nhanh vì tí nữa ý khó làm rất lâu. Chúng ta sẽ đến với phần C nhé. Giá trị tuyệt đối của x trừ 2/5 bằng 1 thì đây là ý trẻ trâu rồi, chúng ta luyện lớp 6 mình làm được rồi, đúng không nào? Đó là chúng ta sẽ chia làm mấy trường hợp các con nhỉ? Hai ạ. Hai trường hợp. X trừ 2/5 bằng 1 và x trừ 2/5 bằng -1. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng phương pháp chuyển vế thôi để mình tính. Tiếp tục chúng ta suy ra x bằng 1 cộng với 2/5 thì cái phép tính này quá đơn giản rồi đúng không ạ? Mình nhân chéo lên thôi. 5 nhân 1 là 5 cộng với 2 là 7. 7/5. Tiếp theo nữa là x sẽ bằng -1 cộng với 2/5. Thì mình cũng quy đồng lên, 5 nhân -1 là -5 cộng với 2 là được -3/5. Và bây giờ mình kết luận vậy. Chúng ta tìm được mấy giá trị của x ạ? Hai giá trị tuyệt đối, hai giá trị của x là x bằng 7/5 hoặc x bằng -3/5. Tiếp theo đối với phần D thì không gì khó khăn cả. Đúng không? Đó. Phần D ở đây là chúng ta nhận thấy là người ta cho một cái tỷ lệ thức này khá là chính xác, có nhiều ít này. Thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp là mình làm thế nào?
Mình suy ra nếu có tỷ lệ tức là mình suy ra tích nhân chéo bằng nhau, đúng không? Âm 2 nhân 2x trừ 1 bằng 3 nhân 2 trừ x. Rồi, thì các con để ý cho thầy một chút nha. Tôi sẽ nói ở đây là chúng ta sẽ sử dụng cái tính chất phân phối ấy. Số âm 2 nó tham gia nhá, nhân vào nó theo tính chất phân phối nhá. Âm 2 nhân vào đây này, âm 2 nhân âm 1 này, 3 nhân vào đây này, 3 nhân âm x vào đây này. Chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng tính chất phân phối nhá. Chúng ta sẽ có tiếp tục suy ra này, âm 2 nhân 2 lần x trừ đi âm 2 nhân 1, đúng không? Theo thì đúng tính chất phân phối chưa? Bằng 3 nhân 2 trừ 3 nhân x. Rồi, mình thu gọn cho thầy tôi, đây là một phép nhân nhé. Phép nhân thì có tính chất giao hóa kết hợp thì âm 2 nhân 2 là âm 4x. Âm 2 nhân 1 là âm 2, trừ đi âm 2 là thành cộng 2. Bằng 3 nhân 2 là 6, trừ đi 3 nhân x là 3 lần x. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển vế nhá. Mình sẽ chuyển vế ạ, chuyển phần biến vào một vế đi. Tức là cái giá trị x vào một vế ạ, và số vào một vế thì chúng ta sẽ được như sau. Tiếp tục cho suy ra âm 4x cộng với 3x, âm 3x chuyển vế là thành dương 3x chưa, bằng 6 dương 2 chuyển vế là âm 2. Chúng ta sẽ có âm 4 lần x cộng với dương 3 lần x thì còn mấy lần x ạ? Âm 1 lần x. Hoặc chúng ta có thể giải thích cái phép tính này bằng cách sử dụng tính chất phân phối, đúng chưa nào? Bằng 6 trừ 2 là bằng 4. Âm 4 cộng với 3 thì được là âm 1x bằng 4. Số đối của x bằng 4 thì suy ra x bằng mấy con? Âm 4. X bằng âm 4 và mình kết luận thôi. Vậy x bằng 4. Âm 4. Vâng, đúng rồi, âm 4 ạ. Chúng ta sẽ đến với câu số 3 là hai điểm với hai ý này. Thì thầy giáo sẽ cho các con tổng cộng là 5 phút để suy nghĩ và tìm hiểu lời giải của câu số 3. 5 phút bắt đầu. Và chúng ta sẽ đến với câu số 3 ý A. Thì mình ghi biết cái này quá đơn giản rồi đúng không ạ? Làm trong một nốt nhạc xong thôi. Chúng ta sẽ làm gì nào? Ta sẽ theo đề bài đúng không? Ta áp dụng đúng không? Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ta có x phần 3 bằng y phần âm 2 bằng x trừ y phần 3 trừ âm 2 bằng x trừ y là 10 ở trên tử, 3 trừ âm 2 thành cộng 2 là 5 và bằng 2. Từ đó chúng ta sẽ suy ra x phần 3 bằng 2 nên x bằng 2 nhân 3 là bằng 6. Tương tự như vậy. Tương tự nhé. Ở trên này chúng ta sẽ có là y phần âm 2 bằng 2 và suy ra y bằng âm 2 nhân 2 là âm 4. Vậy x bằng 6, y bằng âm 4. Có ai ý kiến gì ở phần A không ạ? Quá quen thuộc rồi đúng không? Đến cái phần B. 3 lớp 7A, 7B, 7C tham gia trồng cây. Biết số cây trồng của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỷ lệ với 2, 3, 5. Và số cây của 7A trồng được ít hơn số cây lớp 7C là 6 cây. Tìm số cây mỗi lớp đã trồng.
Thì các con nhận thấy cái dạng này chúng ta cũng được học rồi, chúng ta sẽ gọi số cây trồng được có 3 lớp 7 ABC lần lượt là ABC. Và vì số cây của nó tỷ lệ với 2, 3 và 5 đúng không con? Cho nên chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ là A phần 2 bằng B phần 3 bằng C phần 5 đây. Đúng không nào? Và chúng ta sẽ giải quyết được bài toán này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần lời giải chi tiết. Chúng ta sẽ gọi số cây trồng được của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt. Mình ghi lần lượt ý, thì mình bớt được hai dòng. Lần lượt là A, B, C và cây thì phải thuộc tập vào số tự nhiên đúng không? Một cây, hai cây, ba cây. Mình có điều kiện A, B, C thuộc tập hợp số tự nhiên. Khác không? Rồi, mình sẽ nói là gì ạ? Vì số cây của ba lớp 7ABC, vì số cây của ba lớp 7A, 7B, 7C tỷ lệ với 2, 3 và 5 nên chúng ta sẽ có là gì nào? A phần 2 bằng B phần 3 và bằng C phần 5. Còn một thông tin nữa chúng ta sử dụng tiếp là và số cây lớp 7A trồng được ít hơn số cây lớp 7C là 6, tức là C trừ A bằng 6 đúng không? Vì lớp 7A trồng được ít hơn lớp 7C là 6 cây. Nên chúng ta sẽ có là C trừ đi A bằng mấy ạ? Bằng 6 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng thôi, đúng không ạ? Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có. Mình ký hiệu đây là 1 và 2 đi. Từ 1 và 2. Ta áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ta có thế nào ạ? Ta có A phần 2 bằng B phần 3 bằng C phần 5, mình viết dài hơn đúng không? Và các con lưu ý là không được máy móc nha, các con đừng ghi tổng vì người ta cho ở trên này cho ta có thông tin là C trừ A thì mình sẽ sử dụng cái thông tin là C trừ A nhé con. Đúng không ạ? Cho cái gì mình dùng cái đó nhé, chứ mình không yêu cầu đề bài và đề bài cho gì mình dùng đó. Chúng ta sẽ có là C trừ A. Nếu mà C trừ A thì tương ứng sẽ là gì ạ? Long nhỉ? Nếu mà C trừ A thì tương ứng sẽ là gì ạ? 5 trừ 2. Đúng rồi ạ. 5 trừ 2 và ta thay vào sẽ bằng 6 phần 3 và bằng 2. Ta sẽ suy ra A phần 2 bằng 2 nên A bằng 2 x 2 là mấy ạ? Là 4. Cứ tương tự các dòng đó nhé. Suy ra B phần 3 bằng 2 và thầy giáo suy ra nhanh luôn là B sẽ bằng 6. Và tiếp tục suy ra là C phần 5 bằng 2 và suy ra là C bằng 10. Và các cái giá trị này đều thỏa mãn cả. Đều thỏa mãn, nó là số tự nhiên không? TM là thỏa mãn nhé con. Và bây giờ mình kết luận là vậy. Số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 4 cây, 6 cây và 10 cây.
Có đúng 7C nhiều hơn 7A 6 cây chưa? Các con có câu số 4 này, các con ghi đầu bài đi ạ. Các con có 3 phút chuẩn bị nhé. Các con đã kẻ được hình và ghi đầu bài xong chưa? Rồi ạ. Ok, bây giờ chúng ta làm nhé. Thì cái ý thứ nhất này, vẽ hình ghi giả thiết kết luận này thì vẽ hình thì có đây rồi. Ghi giả thiết kết luận thì các con tự hoàn thiện thôi nhé. Đấy, cho biết C vuông góc với A này mình cũng ghi về vậy thôi. Góc C bằng 50 độ này mình ghi thêm cái góc là MOC bằng 100 độ này. Góc C bằng 50 độ này. Xong kết luận là mình ghi là gì ạ? A song song B. Đúng không? Kết luận B nghĩa là D1, D2. Kết luận tiếp là tính góc M1. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lời giải của phần A nhé. Phần A này. Phần A người ta yêu cầu chứng minh là A song song B. Các con nhìn về hình vẽ cho thầy nhé. Nhìn về hình vẽ là mình đọc được ngay này. Đường thẳng A vuông góc với đường thẳng C. Đường thẳng B vuông góc với đường thẳng C. Thì ngay cái nhìn này, nhìn đây là chúng ta sẽ chỉ được ngay là vì sao A song song với B chưa. Chúng ta có tính chất là gì ạ? Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó sẽ làm sao ạ? Song song, không gì khó cả. Vậy chúng ta sẽ có lời giải phần A là vì đường thẳng A vuông góc với đường thẳng C trong giả thiết. Và đường thẳng B cũng vuông góc với đường thẳng C theo giả thiết. Từ hai yếu tố này, chúng ta suy ra là A song song với B. Đây là theo tính chất. Xong rồi mình kết luận vậy. Đường thẳng A song song với đường thẳng B mở ngoặc đều phải chứng minh. Như vậy chúng ta xong được ý thứ nhất. Ý thứ hai là thầy trò chúng ta cần phải tính cho người đọc là góc D1 và góc D2. Con nhìn vào đây, con ngắm vào đây cho thầy. Con ngắm vào đây con thấy ngay. Góc D1, D2 hiện tại chưa tính được. Đúng không? Thì muốn tính được D1, D2 các con cần tính góc gì đây ạ? Có được góc C nối lên trên chưa? Góc C và D2 sẽ bằng nhau không? Đúng không ạ? Góc C và D2 chắc chắn sẽ bằng nhau. Bởi vì sao ạ? Đường thẳng A và đường thẳng B song song bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba, mình có góc ở vị trí đồng vị là bằng nhau. C2 và D2 bằng nhau. Thì mình có tính được góc C2 không? Có. C2 bằng C1 bằng 50. Như vậy C2 bằng 50, D2 bằng 50, D2 bằng 50 mình suy ra nốt D1. Bởi vì D2 và D1 là hai góc kề bù. Đúng không ạ? Thế là xong, ý B. Và chúng ta sẽ đến với lời giải của ý B như sau. Theo hình vẽ, thì các con suy ra góc C2 sẽ bằng góc C1 và bằng bao nhiêu độ ạ? 50 độ. Mình giải thích cho người đọc lý do vì sao nó bằng nhau ạ? Nó đối đỉnh. Tiếp tục chúng ta sẽ có giải thích tiếp là vì đường thẳng A song song với đường thẳng B rồi cho nên chúng ta sẽ có cặp góc ở vị trí đồng vị bằng nhau. Cho nên mình suy ra góc D2 cần tính viết trước nha, góc cần tính viết trước nha. D2 bằng C2. Có phải không con? D2 và C2 bằng nhau chưa ạ? Và cùng bằng 50 độ. Giải thích lý do là vị trí đồng vị. Rồi. Thế còn tính góc D1 ạ, à, ta tiếp tục theo hình vẽ suy ra. Ta suy ra góc D1 sẽ bằng 180 độ trừ đi D2 và bằng 180 độ trừ 50 độ và bằng 130 độ. Đấy là hai góc gì ạ? Kề bù. Đúng không? Chúng ta tự giải thích cho thầy đây nhé. Để tôi bớt dòng một tí nữa. Kề bù à. Và mình sẽ kết luận cho ý tiếp theo là vậy. Chúng ta sẽ tìm được
góc D1 thì bằng 130 độ. Góc D2 thì bằng 50 độ. Xong. Kết thúc ý AB mà thầy vừa giảng cho các tình yêu của thầy rồi thì các con có ai có ý kiến gì không? Các con có ai có ý kiến gì không ạ? Vâng, 30 giây nữa tôi sẽ chuyển sang ý tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần C. Người ta bảo là cho góc MOC bằng 100 độ. Đây hình vẽ này, MOC bằng 100 độ. Và yêu cầu tính góc M1. Thì cái dạng toán này các con ạ, dạng toán này chính là dạng thầy giáo dạy các con rồi, nó ghép vào cái hình này thôi. Thì từ O gợi ý cho mình sẽ kẻ đường thẳng gì con nhỉ? Từ O ta sẽ kẻ đường thẳng song song với A đi. Kẻ tia đi. Đó. Tia OX đi. Con nhé. Từ O ta kẻ tia OX song song với đường thẳng A, mà đường thẳng A song song với đường thẳng B thì đương nhiên tia OX sẽ song song với đường thẳng B không? Thế thì như vậy cái góc O bây giờ chúng ta sẽ chia thành hai góc là góc O1 và góc O2 đi. Thì các con nhận thấy là góc O1 nó sẽ bằng góc O2 bằng C2 không? O1 và C2 là góc ở vị trí gì đấy ạ? Xoay lại trong. Thì theo định hướng chúng ta sẽ tư duy, mình sẽ suy ra được ngay. Góc O1 sẽ bằng 50 độ nhé. Và đương nhiên góc MOC bằng 100 độ, góc O1 bằng 50 độ thì góc O2 chúng ta cũng suy ra được bao nhiêu độ ạ? 50 độ. Đúng không? Thì các con biết rằng là OX nó song song với đường thẳng A không? TOX song song với đường thẳng A nhé. Thì góc M1 và góc O2 là ở vị trí trong cùng phía bù nhau. Thế là mình tính được góc M1 chưa? Bằng 180 trừ đi O2 là 50 và 130 độ. Đấy, cái dạng mà chúng ta học rồi. Đấy, bây giờ mình lắp ghép sáng tạo lên một chút thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần lời giải chi tiết. Thầy cũng hướng dẫn nhanh thôi nhé. Chúng ta sẽ kẻ OX song song với cả đường thẳng A đi. Từ đó chúng ta suy ra luôn là OX cũng sẽ song song với đường thẳng B. Vì sao? Vì A và B song song. Như vậy là mình có OX song song với OA và OB rồi. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được góc O1 sẽ bằng góc C2 và cùng bằng bao nhiêu độ ạ? 50 độ, mở ngoặc là gì? So le trong. Từ đó chúng ta tiếp tục suy ra góc O2 sẽ bằng góc MOC trừ đi O1 và bằng 100 độ trừ 50 độ và bằng 50 độ. Có được O2 xong rồi thì mình sẽ có ngay là vì A và OX là song song không, cho nên mình có là M1 và O2 ở vị trí trong cùng phía bù nhau chưa? Đúng không? Hoặc các con có thể tinh tế như này cũng được này. Có một cách khác là chúng ta có thể đặt góc M2 ở đây. Thì các con sẽ có M2 và O2 là so le trong bằng nhau. M2 bằng 50 độ thì mình suy ra M1. Có được không ạ? Đấy, cũng được, tùy. Có rất là nhiều các cách làm. Vì OX song song với A, từ đó mình suy ra góc M2 sẽ bằng O2 và bằng 50 độ, mở ngoặc là xoay le trong. Theo hình vẽ thì ta sẽ suy ra góc M1 sẽ bằng 180 độ trừ đi M2, mở ngoặc ở đây là hai góc gì? Kề bù. Và từ đó mình suy ra M1 sẽ bằng 180 độ trừ đi M2 là 50 độ và bằng
130 độ. Và bây giờ mình kết luận, vậy M1 bằng 130 độ. Chúng ta sẽ đến với câu số 5 này. Người ta bảo cho x phần âm 4 bằng y phần âm 7 này, bằng z phần 3 này, tính giá trị của biểu thức này. Thì đây là bài không khó, các con quan sát vì sao thì nó nhìn thì ngay là biết không khó. Trên này nó có lần lượt xuất hiện x, y, z nhé. Ở dưới cũng xuất hiện lần lượt x, y, z nhé. Nếu mình đặt cái này bằng k thì mình sẽ đổi hết nó sang là k, và có k giống nhau mình sẽ sử dụng tính chất phân phối không? Mình rút gọn là ra được số. Đúng không? Đấy, quan sát nhanh này thì nhắc lại nhé. Để quan sát trên tử đều có lần lượt x, y, z từ dưới mẫu thế này. Ở đây người ta cho cái tỷ lệ này, mà trong khi đó mình nếu mình đặt này là k nhé, mình sẽ đổi x, y, z sang hết k, mình thay đây không? Thì còn mỗi k, thế là mình rút gọn là ra. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quá trình làm bài toán này. Chúng ta đặt này. X phần âm 4 bằng y phần âm 7 bằng z phần 3 và bằng k. Và đương nhiên là k phải khác không rồi. Thì đây là một bài toán quen thuộc, chúng ta sẽ suy ra là gì ạ? Chúng ta sẽ suy ra là x bằng âm 4 lần k nhé. Y thì bằng âm 7 lần k. Và z thì bằng 3 lần k. Mà a chúng ta sẽ có là a sẽ bằng âm 2x cộng y cộng 5z phần phần 2x trừ 3y trừ 6z. Thì các con thay vào đấy thôi, đúng không? Con thay nhá, con suy ra này, con kết hợp hai cái dòng này cho thầy đấy, để người đọc con đã hiểu. Từ đó mình suy ra a bằng này âm 2 nhân x này, x là âm 4k này, đóng ngoặc này, tiếp tục cộng với y này, y là âm 7k này, tiếp tục ạ, cộng với 5 lần z này, 5 lần z, z là 3 lần k này, phần này, hai lần x này, x là âm 4 lần k này, mình lại thay vào, cộng này, à đâu trừ chứ, đúng không? Trừ 3 lần y này, y là âm 7 lần k này, trừ đi 6 lần z này, z là 3 lần k này. Rồi bây giờ mình tính tiếp toàn là ra thôi mà. Tiếp tục chúng ta suy ra a bằng, bây giờ mình thu gọn trên tử cho thầy nhá. Âm 2 nhân âm 4 nhá là được âm 8k. Cộng với âm 7k tức là trừ đi 7k đấy con. Còn mình thích mình ghi âm 7 được chả làm sao cả. Rồi. Cộng với tiếp là 5 nhân 3 đúng không ạ? 5 nhân 3 là 15 lần k. Phần. Ừ, ở trên này phải là 8k thôi chứ thử. Âm 2 nhân âm 4. Âm 2 nhân âm 4. Dương 8k. Rồi cảm ơn con. Tiếp tục ở dưới nhé, chúng ta nhân nhé. Dương 2 nhân âm 4 nhé, là được âm 8k. Âm 3 nhân âm 7 đúng không? Thì ra là dương 2 mấy ạ? Dương 21. Dương 3 nhân âm 6 là âm 18k. Và tiếp tục chúng ta sẽ suy ra.
Mình dùng tính chất phân phối nhá. Mình suy ra A bằng này 8 này cộng với âm 7 này cộng với 15 này, dùng ngoặc vuông để chứa ngoặc tròn này nhân với K đây. Đấy, mình có định hướng như vậy thì chắc chắn mình sẽ làm được. Bài này không khó, phần K này. Ở dưới là âm 8 này cộng với 21 này trừ đi 18 này lần K này. Thì K với K rút gọn chưa con? Bây giờ con đi tính thôi. Trên tử là 8 cộng âm 7 là dương 1 cộng với 15 là được 16 này. Phần âm 8 cộng với cả âm 18 là âm 26. Âm 26 cộng với dương 21 thì còn âm 5. Và ta kết luận là vậy. A bằng âm 16 phần 5. Xong. Rồi thứ buổi sau chúng ta sẽ cày những ý khó nhé. Có hai buổi thứ ba và thứ sáu hôm nay chúng ta học là có cả ý cơ bản nâng cao rồi. Thì các con về nhớ ôn lại hoàn thiện cho thầy nhé. Chúng ta sẽ có cả câu số 6 và câu số 7 này nữa. Chúng ta sẽ về nhà chúng ta hoàn thiện suy nghĩ nhé. Hôm sau thầy đã sẽ chữa cho các con thêm một số các câu khác chất nhé.